và một niết bàn. Sanh đích thiết cơ là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, không phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Aka lý cơ là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehibasiko là pháp của chư thành đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Ovanajiko là pháp của chư thành đã có trong mình, do nhờ phép thiền định. Bachatang về đi tập bộ huynh như hi tí là pháp mà các hàng tri tuệ nhất là bậc thượng trí được biết, được thấy từ nơi tâm. Nạp thì mê sa ra năng anh nhân thầm mơ mê sa ra năng quả răng. Ê tê na sát cha quách chê na hô tú mê cha gia măng gá lăng. Chẳng có chê đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báo, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Subhatibhanno Phagavato Savakasangho, tăng là các bậc tỉnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Uchubhatibhanno Phagavato Savakasangho, tăng là các bậc tỉnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nhà gia bát ti bản đồ phá ra quá tàu xa và cả sẵn khô, tăng là các bậc tỉnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành đệ giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc dừng khỏi các sự thống khổ. Sa mi chi bát ti bản đồ phá ra quá tàu xa và cả sẵn khô, tăng là các bậc tỉnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Và đi đăng chặt ta đi bu đi xa yugani, tăng niệm điểm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đạt đạo cùng quả tu đà hoàng, tăng đã đạt đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đạt đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đạt đạo cùng quả a la hán. Attha bu đi xa phục gã la, tăng niệm điểm chiết thì có tám bậc. Tăng đã đạt đạo tu đà hoàn, tăng đã đạt quả tu đà hoàn, tăng đã đạt đạo tư đà hàm, tăng đã đạt quả tư đà hàm, tăng đã đạt đạo a na hàm, tăng đã đạt quả a na hàm, tăng đã đạt đạo a la hán, tăng đã đạt quả a la hán. Ê sa pha ga quá tơ sa và cơ sẵn khô, chữ tăng ấy là các bậc tỉnh văn đệ tử Phật. À hồi nãy vô các ngài đang thọ lãnh buôn món vật dụng của tinh thí, ở phương xa đem đến dân cũng cho những người có giới hành. Ba hồi nãy vô các ngài đang thọ lãnh của tinh thí mà họ dành để cho thân dân cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cùng cho các ngài. Đặng khi nay vô các ngài đang thọ lãnh của tinh thí, tinh lý nhân quả đem đến dân cúng. Anh cha đi ca ra nị vô các ngài đặng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang buddh nhạc khách tăng lộ ca sa tích, các ngài là phước điện của chúng sanh không đâu bị kịp. Nạc thì mê sa ra năng anh nhân sẵn khô mê sa ra năng quá răng hề tề na sáp cha quách chê na hô tú mê cha gia mặn gá lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báo, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Quạnh đa vị chê chí văn sầm bằng sâm bát tha mê sư bát tinh thi tăng xa ri đi ca tha tu ma ha bồ tiên bồ tha rũ băng sát ca lăng xa đa. Con xin thành kinh đành lễ tất cả bảo tháp, ngọc xá lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi.
Hệ tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tượng tại thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tranh thoát lũng qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tranh thoát đằng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tranh thoát từ sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quy mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dẫu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo vận minh kết thành. Sabbe sata avera hôn tu sukhita hôn tu nidukha hôn tu apyabaccha hôn tu anicca hôn tu nikhayuka hôn tu aroga hôn tu sampatti hisamit chan tu sukhi atanang Madhyaran tu du khabata cha nít du kha phá giáp bát ta cha nít phá gia sầu khắp ba ta cha nít sầu ca hôn tu sáp bê vi ba ni nâu. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy, dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng Nhật Quỳnh. Kính lễ với bà quý cô tu nữ Quỳnh Nhật Quỳnh, kính chào quý anh chị em đạo hữu dự vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng giới Nhật Quỳnh, vị nào thọ bát được thì cùng giới Nhật Quỳnh tắc bạch để thọ trì bát quan trai giới ạ. Ukasamayang văn tê quy sum quy sum rakhana tha yati sarane na sa thăng kasamang na gatang ubo sa thăng ya cha bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti giảm bị ma văn phành tê vi sâm ra kha na tha và ti xá ra nê na sa ha thăng ga sa mặn na ga tăng u bô xá thăng và cha ma bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta tỳ giảm bi ma văn văn tê vi sum ra kha na tha và ti xá ra nê na sa ha thăng ga sa mang na ga tăng u bô sa thăng và cha ma bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới đây vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng phật tử của chúng con. Dạ sa thủ lành thai, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Trước tiên kính lời chư tôn thầy đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu trí thức.
Xin được thay mặt Như Tăng truyền tâm quy và Bác Quan Trai giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt Đăng Sa Nam Gan Chế Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Đồng Mong Sa Nam Gan Chế Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sầm Cấn Sa Nam Gan Chế Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Đức Tỳ Dâm Vi Bụt Đăng Sa Nam Gan Chế Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Vi Đăng Mong Sa Nam Gan Chế Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Vi Sầm Cấn Sa Nam Gan Chế Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta Tỳ Dâm Vi Bụt Đăng Sa Nam Gan Chế Ha Mi, con đem lên lòng thành kính quy Phật lần thứ ba. Ta Tỳ Dâm Vi Đăng Mong Sa Nam Gan Chế Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta Tỳ Dâm Vi Sầm Cấn Sa Nam Gan Chế Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt Đăng Sa Ra Nam Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thọm Măng Sa Ra Nam Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Sẵn Khăn Sa Ra Nam Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đức Tỳ Dâm Bi Bụt Đăng Sa Ra Nam Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bi Đăm Măng Sa Ra Nam Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bi Sẵn Khăn Sa Ra Nam Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tất Tỳ Dâm Bi Bụt Đăng Sa Ra Nam Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tất Tỳ Dâm Bi Đăm Măng Sa Ra Nam Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tất Tỳ Dâm Bi Sầm Cấn Sa Ra Nam Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tỳ Sa Ra Nam Ga Cha Mi Thi Tăng Pháp Huy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê, và chúng con xin vâng. Bà la thi ba ta quê ra ma ni si to bà nâng sa ma dạ mi, con xin vâng như điều học là quy tánh xa sự sát sân. A đinh na đa na quê ra ma ni si to bà nâng sa ma dạ mi, con xin quen như điều học là quy tánh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya quê ra mặt đi sĩ to bất năng xâm anh giao mi, con xin quen như điều học là quy tánh xa sự thông dâm. Mục sa hoa đa quê ra mặt đi sĩ to bất năng xâm anh giao mi, con xin quen như điều học là quy tánh xa sự nói dối. Sura mê ra nhâm a cha pa ma đa tha na quê ra ma ni si tho bất năng sa ma dạ mi, con xin quen như điều học là quy tánh xa sự dễ vuông rượu và các chất sai. Quy ca la pho cha na quê ra mặt đi sẽ to bất năng xâm mạnh dạ mi, còn xin quay về điều học là quy tránh xa sẽ ăn sái giờ. Này chạy ta qua đi ta quy su ca đa sa la ma la gan tha quy lê pa na tha ra na man đa na vi khu sa na tha na quê ra mặt đi sẽ to bất năng xâm mạnh dạ mi, con xin quay về điều học là quy tánh xa cho nằm ngồi. Xin múa hát thở càng đền, xin múa hát nghe đền càng trang điểm, qua bậc thôn nhờ phẩm và đeo tràng hoa.
Un chai saya nama hai saya nam Vela mani si khao bất năng sa mát yao mi. Còn xin bây giờ điều học là quý vị tránh xa chỗ nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp. Mana ti ma ta ve ra mani sikha abadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh. Adinna dana ve ra mani sikha abadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Aramacariya ve ra mani sikha abadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Mẫu sa qua đa về ramani sikha badang samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rajamat chap bama dathana về ramani sikha badang samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikalapochana Vairamani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nakagita qua di ta viso kadasana mala Ganthavile vanathasana mandana vipusadathana Vairamani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự mua hát thổi kèn đờn. Xem mua hát nghe đờn kèn trang điểm thơ vật thơm dồi phấn và đeo trạng hoa. Ut cha sa yana nam ha sa yana ve ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Y măng ác thăng gia sâm hẳn na gá tăng bụt hợp bành nhà ác tăng u bơ xá thăng y mạnh cha ra tình y mạnh cha đi qua sân. Sầm mà đề qua thi ra khi tâm sầm mà đi ra mà. Chúng con xin thọ trì bạc hoàng trai giới tròn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền. Hầu để vân dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Mani Atthasita Badani Upo Satasi Lavase Iman Charatin Iman Chadivat Sangsa Thukang Katoa Ngap Bamade Na Samara Kitapang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải ra ngoài dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Chẳng nên dễ vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Si lê na su ca tinh yon tít si lê na phô ca sâm ba đa si lê na nê bu tinh yon tì ta sâm ma si lăng quỷ sô tha dê. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng nhờ diệt giới được giàu sang, cũng nhờ diệt giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ diệt giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Thu lành thai Uột tà măng ghê nà quảnh đê hăng ba đà phẳng xung và ruột tà măng buộc thể vô khả lì tổ đô sơ. Buột thô khả mặt tù tăng mà măng
Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh, các tội lỗi mà có bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na quanh đê hăng thẩm anh cha đưa quy thắng qua răng thẩm mê vô khai lý tổ đô sâu thẩm mô khai mạc tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na quanh đê hăng sang khanh cha đưa vi thoát tam ăn sang khê vô kha li tổ đô sơ sang khô khăm mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. So what talat ho to be to guru na ho but tasa sane a robo to be to hoi saha sape yan ti quisa an talatam. So be ta guru na ha but tasa sane a roga so be ta hoi saha sape yan ti quisa an talatam. Sukhita Varunaha Buddha Sasale Aroga Sukhita Ho Thasaha Sappe Hiknyati Quyên Tù. Xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấm hoa trong đường Phật Đạo cầu. Xin cho các thiền tín phải bình hoàn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thu thành thai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kê liền kiểm sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đáng tu hành. Nguyện dình tam học về định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh chí cú sát lắc cầm ăn cách tập bằng ký đi dặn mà cả dê nà quả cha mà nà sa tí đá xê sự gạch tăng dê sa ta san nhì nô a thị dê cho sa ta a san nhì nô ca tăng buồn nhập hà lăng mày hằng sạp bể pha ghi pha quan tu tê dê tăng ca tăng sư quý đi tăng định năng buồn nhập hà lăng mày ya dê cha ta thành a cha nanh tì để qua gành to nì dê đà dùm sạp bê lô cầm hì dê sa ta dê quan ta hà ra hệ tu ca mắc muộn năng vô cha năng sạp bê lô phan tu mà mà chê ta xa thì hứa căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bàn. Chữ thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Cửa con hội hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch nhai. Có người làm phước được xài, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường.
xin thâu phước báo cung dường a hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Chí Đức đã thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân Chư Tôn Đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới cho phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangha Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàm để chúng con được học bài pháp cú ngày hôm nay là 345. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được ăn vui tiến hóa, và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, trong những nickname mà chúng tôi cũng được rõ, xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 345. Và trước khi đi vào đề tài này, xin phép được tán dương ông Đức Tam Bảo Ratanataya Sawandami Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lokottamo Sabbagaru Vicchetakko Lokasasattha Janadammakko Vido Vanda Mahantam Narappu. Chánh này giác tầng Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, pháp ly phiền não trói chăng, tôi thường vô chủ, trí năng vô lượng. Tư đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, nhân lương pháp trần, con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ yá tá sa sa tu nô lô ca na man tha sa vi na ca rô cô ta pa nhu bu tha pa ti phu ti san nhá tô văn đà ma hành tầng na ra phu. Cái này giác tầng pháp bảo vi yên vàng như la xoay sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh đi dụng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang cô với số thổ chú gá tá sát xa quá cô xích thà xích tà mô quá gá thầm má xích thà cô nền đà bất sẵn xà đi á nà đá rồ quá rồ hoàn đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác tầng tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa liệt thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin lãnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratana taya te che na se kha me e tu wa thanang ta sa vi anu pa we na sa ha sa ye na se cha tu. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tổng hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ con đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Tha Giá. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 345. Quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Chúng ta không đưa lên phần tiếng Việt bởi vì nhiều khi chi phối quý vị thấy nhiều quá thấy ngán. Chúng ta chỉ phân tích cái phần Pali này ha. Bây giờ chúng ta bước vào bài học. Na tăng đàn hằng bành thanh mà hút thì ra
Na tăng đàn hằng bần thân nắp mà hút thì ra. Na tăng đàn hằng bần thân nắp mà hút thì ra. Và ba lần đọc câu đầu tiên, quý vị nhận dạng mặt chữ ha. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2. Gia đà gia sân đà rú chân bóc bát chân giá. Gia đà gia sân đà rú chân bóc bát chân giá. Gia đà gia sân đà rú chân bóc bát chân giá. À, câu số 2 chúng ta cũng đã đọc 3 lần. Vậy thì bây giờ ôn câu số 1 và câu số 2 để hai câu này được liên lạc với nhau, xúc tích với nhau. Na tăng đàn hằng bần thân áp mà hú thì đà giá đà giá sân đà rú chẳng bóc bá chẳng giá. Na tăng đàn hằng bần thân áp mà hú thì ra giá đà giá sân đà ru chân bóc ba chân cha. Na tăng đàn hằng bần thân áp mà hú thì ra giá đà giá sân đà ru chân bóc ba chân cha. Rồi câu 1, câu 2 xong ha. Bây giờ qua câu số 3. Câu số 3. Sa rát ta rát ta mani kun đa lê su. Sa rát ta rát ta mani kun đa lê su. Sa rát ta rát ta mani kun đa lê su. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 4 ha. Câu số 4 chúng ta cũng đọc 3 lần. Ut te su da re su cha ya apekha. Ut te su da re su cha ya apekha. Ut te su da re su cha ya apekha. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 ha. Sa rát ta rát ta mani kun đa lê su bút tê su đà rê su cha giang a pê kha. Sa rát ta rát ta mani kun đa lê su bút tê su đà rê su cha giang a pê kha. Sa rát ta rát ta mani kun đa lê su bút tê su đà rê su cha giang a pê kha. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Na tăng đàn hằng bần thân áp mà hú thì ra giá đà giá sân đà ru chân bóc ba chân giá sa rát ta rát ta mani kun đa lê su bút tê su đà rê su cha ya a bê kha. Hơi dài ha, bài này dài, vì thế dài nơi trường âm. Sẽ đọc một hơi như vậy dễ đứt hơi lắm. Na tăng đàn hằng bành thân áp màu hú thì ra giá đà giá sân đà rú chân bạc bá chân chá xà rát ta rát ta mani kun đa lê su bút tê su đà rê su chá giang a bê kha. Rồi đọc lại lần thứ ba ha. Na tăng đàn hằng bành thân áp mà hú thì ra giá đà giá sân đà rú chân bóc ba chân giá xà rát ta mani kun đa lê su bút tê su đà rê su chân giang áp bếch cà.
quý vị thấy tại sao đọc nó dài như vậy? Bởi vì nó khổ đế ở chỗ này. Cuối câu số 2 á, nó không phải là trường âm, mà cuối câu số 2 nó là đoạn âm. Chính vì đoạn âm như vậy cho nên chúng ta cố gắng đọc được một hơi thì đọc. Còn nếu mà đọc không được một hơi thì quý vị cứ dừng nơi trường âm ha. Kiếm chỗ nào hết hơi thì dừng lại nơi trường âm. Rồi khi đó chúng ta tiếp tục à. Một bài này quý vị có thể đọc 2 hơi, 3 hơi à. Nhưng mà phải dừng nơi trường âm à. Nếu mà quý vị dừng nơi đoạn âm đó là một sự thất bại ha. À, cố lên à, bằng sự khởi đầu nan, nhưng mà gian nan thì đừng có nản. Rồi như vậy thì trên cái dòng kinh à, quý vị thấy cũng hơi khó đọc ừ. À, bởi vì cái câu Phật ngôn này thì hơi nhiều chữ, tức là 11 chữ à, tất cả là 11 chữ. Và với 11 chữ như vậy thì chúng ta theo cái giọng kể thì chúng ta đọc 4-4-3 à, theo cái âm giọng 4-4-3 thì chúng ta có thể rằng à, hoàn thành à, cái giọng kể. Mà tùy theo âm giọng của quý vị mà chắc chắn rằng quý vị đọc giọng kể thì hay hơn chúng tôi. Nói như vậy nhưng mà cũng phải đọc trước à, phải hướng dẫn rồi. Vì gì cũng khó chỉ ở không là dễ thôi. Đúng rồi, ở không là dễ, nhưng mà ở không á, chưa chắc là dễ bởi ừ. Vì tu á, chỉ là ở không thôi thì nó không phạm giới. Còn nếu mà họ không thích tu cho nên mà họ chạy họ được, họ bắt được con gà, họ nhổ lông, họ cắt cổ. Còn bây giờ mình ở không thì đâu có phạm giới sắc răng à, tại nhàn cư vi bất thiện mà ở không thì cũng nổi. Thôi bây giờ học đi, học đi rồi khi đó biết rằng ở không là dễ ha. Đọc á, đọc đúng mới là dễ, mà đọc sai là khó. Thôi bây giờ chú ý ha. À, chú ý ha, bây giờ giọng kệ nè à, giọng kinh này quý vị đã nghe rồi ha à, bây giờ qua giọng kệ. Na tăng đan hăng ban tha na ma hu thi ra ya da ya san da ru chan bap ba chan cha sa ra tha sa ta ra ta sa sarattarat tam taman manikun dalesu bunte suda resu jaya apenka. Hay quý vị thấy cũng đã liếu lưỡi rồi ha à, khó kể cho mình ở đâu. Na tăng đan hăng ban tha na ma hu thi ra ya ya da ya san da ru chang bap ba chan cha sarat taran tam mani kun da le su kun te su da re su cha ya a ben cha na tang dan hang ban tha na ma hu thi ra ya da ya sang da ru ni chang bap ba chan cha sarataran tamani kun dale su bun ke su da re su cha ya a ben cha. Đọc hai lần, bây giờ đọc lại. Na tăng đan hăng ban tha na ma hu thi ra ya da ya sam da ru chang bap ba chan cha sarat tarat tamani kun dale sum
bồn tê su đa rê su cha ya a pê cha. Rồi như vậy đã hoàn thành ha, giọng kinh giọng kệ. Rồi bây giờ quý vị lên phân tích ha. À, Sư Kim là người mà coi như miệng liền ha, đưa tay đầu tiên ha, không muốn ở không ha, muốn lên tham gia trước ha. Rồi xích mấy ta hô sa tu xin mời. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn quý vị cho tín hiệu nghe rõ. Con thấy sư đọc mấy hôm rồi con thấy sư không có khỏe nữa sư. Con thấy sư đọc có vẻ mệt mỏi á. Khi mà mệt mỏi con mắt hay bị mờ lắm sư, đọc không có rõ đó. Mà con thấy con đếm sư đọc câu này á, luôn kinh luôn kệ tất cả là 30 lần đó sư, 30 lần. Trời ơi sắp chết rồi, nghe rõ sắp chết rồi. Không sao sư ơi, ai cũng chết hết trơn, không ai sống lâu hết trơn á, không ai sống hoài hết trơn á. À, con cũng sắp sửa chắc chết, không biết chết chừng nào. Cái khó nhất mình biết lúc nào mình chết đó sư. Thôi con đọc đi để sư nói nó. Đọc đi, nói nhiều quá. Để cho con cười một chút với sư. Con đọc, con cầu kê dê nhỏng với sư. Để cho sư uống trà đi sư, uống trà khỏe lắm sư. À, con đọc đi. Sao con đọc không được kinh Pali nhỉ? Thì từ từ đọc sẽ được mà. Ôi sao lại nói thế nhỉ? Ủa bất kỳ sao có chữ nhỉ trong đó ta? Thì đời vô thường, tối ngày tôi phải niệm sự chết lại chắc ăn nhất. Đã niệm sự chết, niệm cái thứ mà tồi tệ nhất là ai cũng sợ chết, mình niệm cái đó chết thì niệm hoài biết nó quen à. Ha, biết cái chết trước sau cũng phải chết thôi à. Thôi tới đọc đi, để thôi sư gầy nữa. Đọc đi, nói nhiều quá, lúc nào cũng bị sư gầy hết. Không sao, đọc nha, quý vị nghe nha. Ok. Con xin đọc Kinh Pháp Cú, câu 345. Ná tăng đàn thằng bằng tha nam mạ hú thì ra gia đà giá sằng đà rú chằng bắp tắc chành chá xà rắp ta rắp tà mani khùng đa lề su phúc tề su đà rề su cha gia áp thích khà. Đọc một hơi đó. Muốn gần quá cố. Để thở một chút rồi đọc lần thứ hai rồi mới phân tích nổi. Na tăng đàn hằng bằng tha na mạ. Na tăng đàn hằng bằng tha na mạ hú thì ra gia đà gia sằng đà rú chằng bắp pa chằng cha xà rắp ta rắp tà mani khùng đa lề su phúc tề su đà rề su cha gia áp thích khà. Ná đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đàn trường âm nhắn, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bằng trường âm nhắn, thá ná hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, hú đoạn âm, thi ra hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, đa trường âm thông thường, giá đoạn âm, sân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đa trường âm thông thường, rú đoạn âm, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bắp trường âm nhắn, bá đoạn âm, chanh trường âm nhắn, chá đoạn âm. Câu số 3, số đọc lại hai câu số 1, số 2. Ná tăng đàn hằng bằng tha nam mà hú thì ra gia đà gia sằng đà rú chằng bắp ba chằng chá. Câu 3, câu 4. Sa rắp ta rắp ta mani khùng đa lề su phúc tề su đà rề su cha già áp thích kha. Sa trường âm thông thường, rắp trường âm nhắn, tá đoạn âm, rắp rắp trường âm nhắn, ta trường âm thông thường, má ní hai đoạn âm, khùng trường âm nhắn, đá đoạn âm, lề trường âm thông thường, su đoạn âm. Câu 4, phúc trường âm nhắn, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm, đa rê hai trường âm thông thường, xú chá hai đoạn âm, gia trường âm thông thường, á đoạn âm, thét trường âm nhắn, kha trường âm thông thường. Đọc lại hai câu 3 và 4. Sa rắc ta rắc
ta ma ni khung đa lệ su phúc tề su đà rệ su cha già áp thết kha. Đọc hết nguyên câu từ câu 1 đến câu số 4. Đọc xong rồi mới kệ. Na tăng đàn hằng bằng tha na ma hú thì ra gia đà gia sằng đà rú chằng bắp ta chành cha xà rắp ta rắp ta ma ni khung đa lệ su phúc tề su đà rệ su cha già áp thết kha. Trời ơi, đọc kệ ghê quá, gián đọc đi. Na tăng đàn hằng băng tha na ma hu chi ra và đa gia sang đa ru chăng bắp bắc chăng cha sa rập ta rập ta ma ni khung ta lê su phúc tê su đa rê su cha cha ấp phê kha. Na tăng đăng hăng băng tha na ma hu chi ra và đa gia sang đa ru chăng bắp bắc chăng cha sa rập ta rập ta ma ni khung ta lê su phúc tê su đà su rê rê phúc tê su đà rê su cha cha ác thê ca. Sắc cày gài trói buộc người chí xem chưa bền, tham châu báu trang sức tham vọng vợ và con. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chàng đét ơi, sao ổng thấy cho bà cho bằng người. Vậy là xong chuyện rồi. Bữa nay sư mệt rồi, không có cảm làm tôi đâu quý vị. Dạ mời quý vị khác kế tiếp nha. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa nha. Trong một ngày ăn vui nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin trả bài câu pháp cú 345. Sao cứ chạy lên vậy luôn. Na tăng đàn hằng bàn tha na mà hú thị ra gia đà gia sằng đà ru chằng bắp ba trần cha sa rát ta rát ta mani cùn đa lề su bút tề su đà rề su cha già a bách kha. Dạ con xin phân tích câu thứ nhất. Ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan trường âm nhấn, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban trường âm nhấn, thá ná hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, hú đoạn âm, thi ra hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, đa trường âm thông thường, giá đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đa trường âm thông thường, rú đoạn âm, trăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, tranh trường âm nhấn và chá là đoạn âm. Và con xin đọc lại hai câu. Na tăng đàn hằng bành tha na ma hú thì ra gia đà gia sằng đà rú chằng bắp bá chành chá. Và câu thứ ba. Và thứ ba và thứ tư. Sa trường âm thông thường, rách trường âm nhấn, tá đoạn âm, rách trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, má ní hai đoạn âm, cun trường âm nhấn, đá đoạn âm, lê trường âm thông thường, xú đoạn âm, bút trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm, đa rê hai trường âm thông thường, xú chá hai đoạn âm, gia trường âm thông thường, á đoạn âm, bách trường âm nhấn và kha là trường âm thông thường. Sa rát ta rát ta ma ni cùn đa lề su bút tê su đà rê su cha già á bách kha. Và con đọc lại hết bài. Na tăng đàn hằng bành tha na ma hú thì ra gia đà gia sằng đà ru chằng bắp bát trần cha xà rát ta
ni cùn đa lề su bút tề su đà rề su cha già a bếch khà na tăng đàn hằng bàn tha na mà hô thì ra gia đà gia sằng đà ru chằng bắp ba trần cha xà rắc ta rắc ta ma ni cùn đa lề su bút tề su đà rề su cha già a bếch khà. Dạ, con cũng xin kể. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra ya da ya sang da ru chang bap ba chan cha sa rat ta rat ta ma ni kun da le so bút tê su đa rê su cha ya a bạch kha. Dạ, con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con tìm hoài không thấy. Dạ, con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sắc cây gai trói buộc, người trí sen chưa bập, chưa bền. Tham châu báu, trang sức, tham vọng, vợ và con. Dạ, con xin xuống mít, có chỗ nào sai thì xin Ngài sửa cho con. Dạ, con xin nhường mít cho người kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 345 ạ. Dạ, để con kéo xuống ạ. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra gia đà gia sằng đà ru chằng bắp ba chành cha xà rắt ta rắt ta ma ni cùn đa lề su bút tề su đà rề su cha già a bách kha. Con xin phân tích ạ. Na tăng, con xin sám hối. Na là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đa là trường âm thông thường, rú là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường. Má, ní là hai đoạn âm, cun là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường, số là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, số là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, rê là trường âm thông thường, số, chá là hai đoạn âm, da là trường âm thông thường, á là đoạn âm, bách, bách là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại ạ. Na tăng đàn hằng bàn tha na mà hu thì ra gia đà gia sằng đà ru chằng bắp ba chành cha xà rắt ta rắt ta
Mani cồn đa lề su bút tề su đà rề su cha già a bách khà. Na tăng đan hăng bản tha na ma hu thi ra. Ya da ya sang da ru chang bap ba chanh cha. Sarattarat ta mani kun da le su. Bute su da re su cha ya a bách kha. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong. Dạ con có sai, con kính nhờ sư sửa giúp. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con xin xuống mic. À, thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ quý chư tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính ca chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc câu pháp cú 3, 4, 5, câu 1, câu 2. Na tăng đàn hằng bành tha nam ma hu thì ra gia đà gia sang đà hu chăng bát ba chành cha. Na bản âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan trường âm nhấn, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh trường âm đọc theo giọng trường âm nhấn, thá ná hai bản âm, ma trường âm thông thường, hú bản âm, thi ra hai trường âm thông thường, giá bản âm, đa trường âm thông thường, giá bản âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đa trường âm thông thường, vú bản âm, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bác trường âm nhấn, bá bản âm, chanh trường âm nhấn, chá bản âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Na tăng đan hằng bành tha na ma hu thì ra gia đà gia sang đà hu chăng bác ba chanh chá. Câu 3, câu 4. Sa rát ta rát ta mani cun da le su bút tê su da re su cha ya a tích kha. Sa là trường âm thông thường, rác là trường âm nhấn, tá là bản âm, rác là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, má ní là hai bản âm, cun là trường âm nhấn, đá là bản âm, lê là trường âm thông thường, chú là bản âm, put là trường âm nhấn, t là trường âm thông thường, su là bản âm, đa là trường âm thông thường, đa rê là hai trường âm thông thường, su chá là hai bản âm, gia là trường âm thông thường, á là bản âm, tích là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Sa rát ta rát ta mani cun da le su bút tê su da re su cha ya a tích kha. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 3, 4, 5. Na tăng đàn hằng bành tha na ma hu thì ra gia đà gia sang đà ru chăng bát ba chăng cha sa. Rát ta rát ta mani cun da le su bút tê su da re su cha ya a tích kha. Dạ con đã đọc xong, con có sai con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, xin kính chào quý chư tăng, các cô tu nữ, xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú số 345. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra ya da ya sang da ru chang bap ba chan cha sa rat ta rat ta mani kun da le su put te su da re su cha ya a pek kha. Dạ con xin phân tích câu pháp cú 345 câu số 1 và câu số 2. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra. Na là đoạn âm, tăng là nguyên âm, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, thá là hai, thá và ná là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường. Câu số 2, giá đa giá sằng đa rú chằng bắp bá chằng chá.
giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đa là trường âm thông thường, rú là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, báp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm. Câu số 3 và câu số 4. Sarattaratta manikunda le su pute su da re su cha ya atakha. Sa là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, má ní là hai đoạn âm, cun là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, put là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đa rê là hai trường âm thông thường, xú chá là hai đoạn âm, gia trường âm thông thường, á là đoạn âm, tách là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu pháp cú 345. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hú thi ra giá đà giá sằng đà rú chằng bát ta chằng cha sa gát ta ra ta ma ni cun đa lê su bút tê su đà lê su cha già a pek kha. Con xin đọc kệ ạ. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hú thi ra giá đà giá sằng đà rú chằng bát ta chằng cha Sarattaratta manikunda lesu putesu da resu caya apekha natang danhang bantanana putira yadaya sang darucang papa cenca Sarattaratta manikunda lesu Pute suda resu chaya apekha. Dạ con xin kính tri ân sư, có gì sai nhà sư sửa giùm con. Kính cảm ơn quý đạo hữu đã lắng nghe, và con xin tắt mic và nhường mic cho bạn kế tiếp ạ. Xin kính chào. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào đạo tràng. Dạ con không có thấy chiếc lá mùa xuân lên nên con lên trả bài trước. Dạ Na Tăng Đà Hành Bần Tha Na Ma Ru Thì Ra Dạ 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 Đà Dạ Sằng Đà Ru Chằng Ba Ba Chằng Chá Sarattaratta mani kun da le su put te su da re su cha ya apekha na tang da han ban tha na ma hu thi ra. Na là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dan là trường âm nhấn, hang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là trường đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường,
Na tăng đà hành bần tha na ma hu thì ra dạ 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 đà dạ sằng đà ru chằng bát bát chằng chát. Dạ là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, dạ là đoạn âm, sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đa là trường âm thông thường, rú là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chanh là trường âm đọc, trường âm chanh là trường âm thông thường, chá là đoạn âm. Con xin đọc lại hai câu. Na tăng đà hành bành tha na ma hu thì và gia đà gia sằng đà ru chằng bát ba chằng chá. Câu 3-4. Sa rát ta rát ta ma ni khun đa lê su bút tê su đà về su cha và a bách kha. Sa là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, má ní là hai đoạn âm, cun là trường âm nhấn, đá là trường âm đoạn âm, lê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Sa rát ta rát ta má ní cun đa lê xú bút bút tề su đà về su cha già apakha. Put là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, su là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, đa rê là hai trường âm thông thường, su chá là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, áp á là đoạn âm, bác là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường. Sa ratta ratta mani kunda le su butte su da re su cha ya apakha. Dạ con xin đọc lại 4 câu. Na tăng đà hành bành tha na ma hu thì và da ya da ya sang da ru chằng ba bát chằng chá. Sa ratta ratta tà mani cùn đa lê su bút tề su đà về su cha già apakha. Dạ dạ con thử kệ cái bài này hơi khó. Na tăng đa hánh bàn tha na ma hu thi ra và đa gia sáng đà ru chẳng ba ba chẳng sa rát ta rát ta ma ni khu đa lê su bụt tê su đa vệ su cha ya a bạc thờ. Dạ con xin trả mức cho vị kế tiếp. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ sư Chí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý cô tu nữ và con kính chào quý đạo hữu. Em cảm ơn chị Nhung bó bài, chị Nhung bó bài giùm em. Dạ, sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 345. Dạ, con xin đọc nè. Ná tăng đành hằng bát thanh bát thá ná mà hú thì ra giá đà giá sằng là rú chằng bắp ba bắp bá chành chá xà rát tá rắc tà mằng ní khùn tá lề xú bá tề xú đà rề xú chá già á bét khà. Dạ con xin phân tích ạ. Na ná là đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đanh là
Đanh là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, banh là trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đa là trường âm thông thường, rú là đoạn âm, chân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ất là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chân là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, má là ní là hai đoạn âm, khun là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, đa, rê là hai trường âm thông thường, sú, chá là hai đoạn âm, gia là trường âm thông thường, á là đoạn âm, bét là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc câu 1 và câu 2. Ná tăng đành hằng bánh, ná tăng đành hằng bành thá ná mà hú thí ra, giá đà giá sằng đà rú chằng bá bách, chằng bách bá chằng chá. Dạ, con xin đọc thêm lần nữa. Con đọc nó hơi lụng củng quá. Ná tăng đành hằng bành thá ná mà hú thí ra, giá đà giá sằng đà rú dần bá bách chằng chá. Dạ, con xin đọc câu số 3, câu số 4. Xà rắc tá măng xà rá tắc rá xà rá tắc rá xà rá tắc tà măng là nằng ná 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 ní khùn đá lề xú bút tề xú đá rề xú chà chá chá gia á bét khà. Xa rắc tá rắc tà nằng nghiến khùn đá lề xú bút tề xú đà rề xú chá già á bét khà. Dạ, con xin xuống mít. Dạ, xin sư chỉ cho con. Hôm nay con trong người cũng khỏe, đã đọc cũng lủng củng, không có tập trung lắm. Dạ, con cảm ơn quý đạo hữu đã nghe con. Dạ, con xin xuống mít ạ. Dạ. Dạ, con kính đánh lễ sư trí đức, con kính chào đạo tràng. Nãy con quên, con giơ tay mà con quên. Bây giờ con xin đọc câu Phật môn 345. Na tăng đàn hằng bàn tha na mà hu thi ra, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Ban, ban là trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, thi ra là hai đoạn thi ra là hai trường âm thông thường. Na tăng đàn hằng bàn tha na mà hú thì ra gia đà gia sằng đà ru chằng bắp 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 ba chằng chả giá giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đa là trường âm thông thường, rú là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bắp là trường âm nhấn, bá bá là đoạn âm, chăng chăng là trường âm, chanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm. Na tăng đa gia đà gia sằng đà ru chằng bắp ba chằng chá con xin na tăng đàn hằng bàn tha na mà hu thì ra gia đà gia sằng đà ru chằng bắp ba chằng chá sa rát ta rát ta măng sa rát ta rát ta mani kun đa lệ su put tề su đà rề su cha già atekha sa sa là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, má ní là hai đoạn âm, cun là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, put là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, rê là trường âm thông thường, xú chá là hai đoạn âm, gia là trường âm thông thường, á là đoạn âm, bác là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường. Sa sa rát ta rát ta mani kun sa rát ta rát ta mani kun đa lề su bút tề su đà rề su cha già a bát kha na tăng đàn hằng bàn tha na mà hú thì ra gia đà gia sằng đà ru chằng bắp ha chằng cha sa rát ta rát ta mani mani kun đà mani kun đà lề su bút tề su đà rề su cha già a bát kha na tăng đàn hằng bàn tha na mà hú thì ra giá đà giá sằng đà ru chằng bắp bát bắp bát chằng cha xà rách tà rách không xin lỗi đọc lộn chỗ này con xin đọc lại na tăng đàn hằng ba tha na ma hu thi ra ya đà ya sằng đà ru chằng ba ba chằng cha sa rát ta rát ta ma ma ni cun đa lề su bút tề su đà rề su cha già a bát kha na tăng đàn hằng bàn tha na mà hú thì ra gia đà gia sằng đà ru chằng bắp ba chằng cha sa rát ta man mani cun đa lề su bút tề su đà rề su cha già a bát kha. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mất ạ. Dạ, con xin kính lễ sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp.
con xin. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma bàn tha ma na bàn tha na ma hu chi ra gia đà gia sằng đà ru dầm bắp ba dầm cha sa rát ta mani quỳnh đa lệ su vút tề su đà rề su cha già a bét kha na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu chi ra gia đà gia sằng đà ru dầm bắp ba dầm cha sa rát ta rát ta mani quỳnh đa lệ su vút tề su đà rề su cha già a bét kha na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thì ra. Chữ ná là đoạn âm, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ đàn là trường âm nhấn, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ban là trường âm nhấn, chữ thá ná là hai đoạn âm, chữ ma là trường âm thông thường, chữ hú là đoạn âm, thì ra là hai trường âm thông thường. Gia đà gia sằng đà ru chầm bắp ba dành chá, chữ giá là đoạn âm, chữ đa là trường âm thông thường, chữ giá là đoạn âm, chữ sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ đa là trường âm thông thường, chữ rú là đoạn âm, chữ dâm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ bắp là trường âm nhấn, chữ bá là đoạn âm, chữ dâm là trường âm nhấn, chữ chá là đoạn âm. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thì ra gia đà gia sằng đà ru dầm bắp ba dầm chá. Con xin đọc câu 3 và câu 4. Sa rát ta rát ta ma ni quần đa lê su vút tê su đà rê su cha già a bét kha. Sa rát ta rát ta ma ni quần đa lê su. Chữ sa là trường âm thường, chữ rát là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ rát là trường âm nhấn, chữ ta là trường âm thông thường, chữ má ní, chữ má chữ ní là hai đoạn âm, chữ quân là trường âm nhấn, chữ đá là đoạn âm, chữ lê là trường âm thông thường, chữ xú là đoạn âm. Bút tề su đệ su đà rề su cha già a bét kha, chữ bút là trường âm nhấn, chữ tê là trường âm thông thường, chữ xú là đoạn âm, chữ đa chữ rê là hai trường âm thông thường, chữ xú, chữ chá là hai đoạn âm, chữ gia là trường âm thông thường, chữ á là đoạn âm, chữ bét là trường âm nhấn, chữ kha là trường âm thông thường. Sa rát ta rát ta ma ni quần đa lê su vút tê su đà rê su cha già a bét kha. Dạ, con xin đọc lại 4 câu. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thì ra gia đà gia sằng đà ru dầm bắp ba dầm cha sa rát ta rát ta ma ni quỳnh đa lệ su vút tề su đà rệ su cha già a bét kha. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thì ra gia đà gia sằng đà ru dầm bắp ba dầm cha sa rát ta rát ta ma ni quỳnh đa lệ su vút tề su đà rề su cha già a bét kha. Dạ, con xin sư và quý vị sửa bài dùm cho con. Con xin xuống mic. Nhưng mà xin kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, Chư Tôn Đức Tăng cùng các cô tu nữ. Con kính đảnh lễ Đạo Tràng. Con xin đọc câu pháp cú 345. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thì ra gia đà gia sằng ra chú chằng đà ru chằng ba 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 chằn cha sa rát ta rát ta ma đi cùn đa lệ su phú tề su đa rề su cha già a bách kha. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thì ra gia đà gia sằng đà ru chẳng pa pa chẳng cha sa ra ta ma ni cồn đa lệ su pu tề su đa pu tề su đa rề su cha già a bách kha. Con xin phân tích ạ. Ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan là trường âm nhấn, hăng là
trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Than, ban là trường âm nhấn, thá, ná là hai đoạn âm. Ma là trường âm, hú là đoạn âm. Thi ra là hai trường âm, giá là đoạn âm. Đa là trường âm, giá, trường âm thông thường. Con xin lỗi, con xin phân tích lại. Ná là đoạn âm, na là trường, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, đá ná là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đa là trường âm thông thường, rú là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pháp là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, chăn là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, má ní là hai đoạn âm, cun là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, út là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đa là trường âm, đa rê là hai trường âm thông thường, xú chá là hai đoạn âm, gia là trường âm thông thường, á là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại cả câu ạ. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra gia đà gia sằng đà ru chằng pa pa chằng cha sa rát ta rát ta ma mi cùn đa lê su pu tê su đà rê su cha gia a bách kha Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra gia đà gia sằng ra đà ru chằng pa pa chằng cha sa ra ta ra ta ma ni cùn đa lê su pu tê su đa lê su cha gia a bách kha Dạ, con lại bị trôi máy rồi ạ. Con không biết là con, các vị có nghe thấy con nói không ạ? Con xin, con không nhìn thấy máy của con đâu nữa ạ. Con xin xuống mic vậy ạ. Con kính tri ân sư và con xin sư sửa cho con ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết âm thanh rõ. Dạ, con cảm ơn cô Từ Dương. Dạ, con xin phân tích câu 345 và đọc câu 345. Dạ, đầu tiên là câu số 1 và câu số 2. Na tăng đàn hằng tha na ma hu thi ra gia đà gia sằng đà lu chằng bắp bá chằng cha Na tăng đàn hằng tha na ma hu thi ra gia đà gia sằng đà lu chằng bắp bá chằng cha Dạ, con xin phân tích câu số 1. Ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đàn là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, thá, ná là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm,
thi ra là hai trường âm thông thường. Dạ, con xin phân tích câu số 2. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đa là trường âm thông thường, rú là đoạn âm, chân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chân là trường âm nhấn, và chá là đoạn âm. Câu số 1, câu số 2 con xin đọc lại. Na tần đàn hàn tha na ma hu chi ra ya đà ya sần đà ru chằng bắp ba chằn chá. Na tăng đàn hành tha na ma hu chi ra ya đà ya sằng đà ru chằn bắp ba chằn chá. Dạ, con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Câu số 3 là Sarattaratta manikundas le su. Sa là trường âm thông thường, rat là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, rat là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường. Má ní là hai đoạn âm, kun là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường và xú là đoạn âm. Câu số 4. Bút tê su đà rê su cha già apekha. Bút là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, rê là trường âm thông thường, xú chá là hai đoạn âm, gia là trường âm thông thường, á là đoạn âm, bếch là trường âm nhấn và tha là trường âm thông thường. Dạ, con đọc câu số 3 và câu số 4. Sarattaratta manikunda le subutte sudare sucaya apekha. Sarattaratta manikunda le subutte sudare sucaya apekha. Mình đọc lại nguyên câu 345 ạ. Na tần đàn hành tha na ma hu chi ra ya đà ya sằng đà ru chằng bắp bắp chằn cha sa rát ta ra ta rát ta ma ni cun đa lê su bút tê su đà rê su cha già a pê kha. Na tần đàn hành tha na ma hu chi ra ya đà ya sằng đà ru chằn bắp ba chằn cha ra srat ta rat ta ma ni kun đa lê su bút tê su đà rê su cha già a pê kha. Dạ, con đã đọc con phân tích xong. Dạ, con xin kệ câu pháp cú 345 ạ. Na tăng đan hăng bần tha na ma hu chi ra ya đa ya sang đa ru chăng ba ba chăng cha sa ran ta ran ta ma ni kun da le su bút tê su đa re su cha ya a pe kha. Na tăng đan hăng bần tha na ma hu thi ra ya đa ya sang đa ru chăng ba ba chăn cha sa ran ta rang ta ma ni kun đa lê su bút tê su đa re su cha ya a pe ka. Con đã phân tích đọc và kể xong, con có sai xin mong ngài đã bắt đầu tràng sửa lại giùm con ạ. Và bây giờ con kính mời bàn tay của Giang Nhật Hà. Nam mô Bích Thà giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 345. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra ya đà ya sang đà ru chăng bắp bát chàn cha sa rát ta rát ta ma ni mani kun da le su bút te su da re su cha ya a bét kha. Dạ, con phân tích câu số 1 và câu số 2. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra ya đà ya sang đà ru chăng bắp bát chanh chá. Ná, đoạn âm. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đan, trường âm nhấn. Hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ban, trường âm nhấn. Thá, ná, hai đoạn âm. Ma, trường âm thông thường. Hú, đoạn âm. Thi, ra, hai trường âm thông thường. Giá, đoạn âm. Đa, trường âm thông thường. Giá, đoạn âm. Xăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đa, trường âm thông thường. Rú, đoạn âm. Chăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bắp, trường âm nhấn. Bá, đoạn âm. Chanh, trường âm nhấn. Chá, đoạn âm. Và câu số 3 và câu số 4. Sa rát ta rát ta ma ni kun da le su bút tề su đà rề su cha già a bét kha. Sa, trường âm thông thường. Rát, trường âm nhấn. Tá, đoạn âm. Rát, trường âm nhấn. Ta, trường âm thông thường. Má, ní, hai đoạn âm. Cun, trường âm nhấn. Đá, đoạn âm. Lê, trường âm thông thường. Sú, đoạn âm. Bút, trường âm nhấn. Tê, trường âm thông thường. Sú, đoạn âm. Đa, rê, hai trường âm thông thường. Sú, chá, hai đoạn âm. Gia, trường âm thông thường. Á, đoạn âm. Bét là trường âm nhấn. Và kha là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại bốn câu. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra ya đà ya sang đà ru chăng bắp ba chăn cha sa rát ta rát ta ma ni kun da le su bút te su đà re su cha ya a bét kha. Dạ, con xin kể luôn. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra ya đa ya sang đà ru chăng bam ba chan cha sa rát ta rát ta ma ni kun đa lê su ut te su đa re su cha ya a bên kha. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra ya đa ya sang đà ru chăng bam ba chan cha sa rát ta rát ta ma ni kun đa lê su bút te su đa re su cha ya a bét kha. Dạ, con xin xuống mic có sai, con nhờ sư sửa giùm con. Dạ, con xin kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. À, sa thú lần thay. Cảm ơn Văn Nhật Hạ. Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh của Tuệ Duyên rõ không ạ? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Tại vì ở chánh điện có bắt máy cho nên tùy hình sợ ồn. Dạ, con thành kính đảnh. Dạ, kính chào đạo tràng. Tùy hình xin đọc câu Pháp Cú số 345. Dạ, cảm ơn Như Quỳnh. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hú thì ra gia đà gia sằng đà ru chăng bắp bắt chăn chá
Ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đana là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, cú là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đa là trường âm thông thường, rú là đoạn âm, chân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chân là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tá là trường âm là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, má ní hai đoạn âm, cun là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, rê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, chá là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, á là đoạn âm, pét là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường. Na tăng đàn hằng bàn thá na ma hú thi ra gia đà gia sằng đà ru chăng pháp pa chăng chá sa rát ta rát ta ma di cun đa lê su put tê su đà rê su ta gia áp bét kha. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kể. Na tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra và đa gia sang đa ru chăng bạp ba chăn cha sa rat ta rat ta manukun manikun da le su buat de su da re su cha ya apet kha na tang dan hang ban taman na tang dan hang ban ta nam ma hu ti ra ya da ya sang da ru chang bap ba chanh cha sa rat ta rat ta ma ni kun da su buat te su da Jesu Jaya Abeka. Dạ, bữa nay khăn tiếng mà. Dạ, tự nhiên xin xuống mic nếu có sai chữ nào xin đạo tràng chỉnh sửa. Tại vì hôm nay tự nhiên bị đau cổ với cái máy ở bên chánh điện, nó làm tự nhiên phân tâm ạ. À. Dạ, kính mời cô Phúc Hành. Dạ, đã thấy tín hiệu của cô. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, kính chào đạo tràng. Nguyên Phúc Hạnh đọc câu Pháp Cú 345 và phân tích. Na tăng đàn hằng bàn thá na ma hú thi ra
Ná là đoạn âm, tăng là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm thông thường, ban là trường âm nhấn, há lá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, thi ra là trường âm thông thường. Câu số 2. Giá đa giá sân đa rút chân bách ba bách bá chan chá. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đa là trường âm thông thường, rú là đoạn âm, chân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bách là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, chá là đoạn âm. Câu số 3. Sa rắp tá rắp ta má ni quân đá lê xú. Sa là trường âm thông thường, rắp là đoạn rắp là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, rắp là trường âm nhấn, là trường âm thông thường, má ni là đoạn âm, quân là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Câu thứ tư là bút tê xú đa rê xú chá gia áp bét kha. Bút là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đa rê là trường âm thông thường, xú là đoạn, xú chá là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, á là đoạn âm, bét là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường. Ná tăng đanh hằng ban thá ná ma hú thi ra giá đa giá sa đa rú chân bát ba chan chá sa rát ta ma ni quân đá lê xú bút tê xú đa rê xú chá gia áp bét kha. Na tăng đàn hằng bàn thanh na ma hú thi ra gia đa giá sang đa rú chân bát ba chan chá sa rát ta mani quân đá lê su bút tê su đà rê su chá gia áp bét kha. Dạ, Phúc Hành xin kệ. Na tăng đan hăng ban ta na ma hu thi ra ya da ya sang da ru chan ba ba chan cha cha sarata rata mani kunda le su bute sudare su jaya beta na tang dan hang ban thanama hu thi ra gia đa gia sang đa rù chân bát ba chan cha sa ra ta ra ta ma ni quân đa lê su bu tê su đa rê su cha gia a bê cha. Dạ con xin công xuống, biết là con đã sai xin ngài sửa, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên Thuyền Vũ, Quỳnh Giang Nhất Hà Kim Ngung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và
Con kính bạch quý ngài, thưa đạo tràng, lúc nãy con có một lúc con quát ở trước máy nên không biết vị nào đã trả bài rồi và vị nào chưa trả bài. Nếu vị nào chưa trả bài thì kính mời bằng tay. Dạ, Nhục Quỳnh Sinh không có ở trước máy nên không biết vị nào đã trả bài rồi. Dạ, cảm ơn Quỳnh Phan. Còn vị nào chưa trả bài không Quỳnh Phan, cho Nhục Quỳnh biết ngang. Dạ, trong khi chờ đợi tín hiệu của quý vị. Dạ, con xin được trả bài Pháp Cú Kinh 345. À, con thấy ngài trở lại máy rồi. Dạ, dạ con xin trả bài nhanh. Dạ. Na tăng đàn hằng ban thành nam a hu thị ra gia đa và sẵn đa rư chăng bạc bà chăn cha sa ra ta ra ta ma ni kun đa lê su bố tê su đa rê su chà gia áp bát kha. Na tăng đàn hằng ban thành nam a hu thị ra gia đa và sẵn đa rư chăng bạc bà chăn cha sa ra ta ra ta ma ni kun đa lê su bố tê su đa rê su chà gia áp bát kha. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đanh trường âm nhấn, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Banh trường âm nhấn, thá ná hai đoạn âm. Ma âm thông thường, hú đoạn âm, thi ra hai trường âm thông thường. Giá đoạn âm, đa trường âm thông thường. Giá đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đa trường âm thông thường, rú. Đoạn âm, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bách. Trường âm nhấn, bá đoạn âm, chanh trường âm đọc theo chanh trường âm nhấn, chá đoạn âm. Con xin ôn hai câu. Na tăng đàn hằng bàn thanh nam ma hư thị ra và đa cha sẵn đa rồi chăng bạp ba chanh chá. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sa trường âm thông thường, rách trường âm nhấn. Tá đoạn âm, rách trường âm nhấn. Ta trường âm thông thường, má ní hai đoạn âm. Quân trường âm nhấn, đá đoạn âm, lê trường âm thông thường, xú đoạn âm. Bút trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm. Đa rê hai trường âm thông thường, xú chá hai đoạn âm. Gia trường âm thông thường, á đoạn âm, bát trường âm nhấn, kha trường âm thông thường. Con xin ôn lại 4 câu luôn. Na tăng đàn hằng bàn thanh nam ma hu thị ra gia đa và sẵn đa rước chăng bạp bà chân cha sa ra ta ra ta ma ni kun đa lê su bút tê su đa rê su chà gia a bét kha. Con xin kể luôn ạ. Na tăng đan hăng ban tha na ma hu thi ra ya da sang da ru chăng ma bap chan cha sa ra ta ra ta ma ni kun da le su bu te su da re su cha ya a bet kha. Na tăng đan hăng ban tha na ma hồ thị ra dạ đa dạ sang đa rù chăng bắp ba chan cha sa ra ta ma ni quân đa lê su bùa tê su đa rê su cha ya a bét ma. Dạ con đã trả bài, đã phân tích, cũng đã kể luôn con có sai chỗ nào, ngài chỉ dạy cho con. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Hayya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Sa thủ. Câu Phật ngôn 345 hơi khó nhưng mà là dễ ha. Nhưng mà quý vị thể hiện rất là tốt. Tuy nhiên trong đó có một số quý vị coi như không tập trung. Cũng giống như cá nhân chúng tôi thôi. Buổi sáng thức dậy, nếu uống ly cà phê xong thì nó tỉnh táo, con mắt nó sáng lên thì nhìn nó rõ ràng. Còn có những cái hôm thức dậy ngủ nướng rồi vô thì ba chớp ba nhán,
các bên nhập xuống thì cũng giống như quý vị thôi ha. Trong cái giọng đọc có nhiều vị đọc rất là chuẩn, nhưng mà cũng có những vị bị bóc thì cái đó tự quý vị biết, và đạo tràng đã nhắc nhở. Trong đạo tràng của chúng ta có hai vị mà bây giờ không có trong đạo tràng, đó là Thoại Văn và Học Trò. Hai vị này cũng có nhiều ý kiến. Rất tiếc là không biết giới tính như thế nào để xưng hô ha. Nhưng mà hai vị này cũng giỏi lắm. Thấy chát ra nhiều cái câu, rồi có những ý kiến đóng góp cho đạo tràng của chúng ta. Thì đó là một điều chúng ta nên tiếp thu, và mong rằng có nhiều vị thiền hữu trí thức đến với cái room này để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Quý vị đọc trường ông thì rất chuẩn, rất chuẩn, hay là kéo dài ra. Nhưng mà khi phân tích nó là trường ông thông thường, trường ông nhấn, hay là trường ông đọc theo giọng nguyên ông, thì quý vị còn hơi bỡ ngỡ một tí. Nhưng mấy giọng đọc là chính xác, trường âm là quý vị đọc chính xác. Đó cũng là một điều thành công. Nhưng mà rồi từ từ thì nó cũng như thôi. Khi mà chúng ta tiếp thu thân cận một thời gian thì chúng ta nắm rõ. Khi mà giọng đọc của chúng ta biết nó là trường âm. Và trường âm thì nó thuộc về loại nào? Thì cái sự ghi nhớ của chúng ta lâu hơn, lâu hơn, để rồi chúng ta cảm thấy tự tin. Sister Man nói em biết sai ở chỗ nào rồi ha. Không riêng gì Sister Man mà còn có những vị khác. Bởi vì mình đọc mình biết mình sai, mình đọc mình biết mình đúng. Cũng giống như cái câu mà ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Tức là đúng và sai tự mình biết, chứ không phải là nói phải nhờ người khác nhắc nhở. Mình sống với sở hữu tự tha mà mình phải làm chủ lấy chính mình. Mình đọc đúng mình biết đúng, mình đọc sai mình biết sai, mình biết đây là thiện, biết đây là ác, thì ta đi với nghiệp của ta. Rồi, như vậy là chúng tôi thấy quý vị rất là thành công trong cái câu Phật ngôn 345 này. Cái giọng đọc của quý vị rất là ổn định, rất là chuẩn. Xà tu, xà tu, nó đúng nhiều hơn là sai, đó là thành công rồi. Còn nếu mà cái như sai cái nhiều quá thì chứng tỏ rằng khả năng của chúng tôi đã làm cho quý vị thất vọng. Nhưng mà quý vị đọc đúng nhiều hơn, đó là một điểm hoan hỷ của chúng tôi. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào từ vựng ha. Nãy giờ đọc được rồi thì phải hiểu ý nghĩa của những từ này như thế nào. Alo, sĩ quan thanh rồi luôn ha. Câu đầu tiên: Na tăng đàn hằng bần tha na ma hu thi ra. Na tăng đàn hằng bần tha na ma hu thi ra. Câu này chúng ta thấy có tất cả là 5 từ. Ná là 1, tăng là 2, đan hăng là 3, banh thành á, ma hú là 4, và thi ra là 5. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Bước vô câu Phật ngôn 345, cái chữ đầu tiên là chữ không. Ná có nghĩa là không. Rồi, từ thứ hai, tăng. Tăng do đại từ ta. Nó là một đại từ trung tính ha. Akran tanapum sakalinga. Và chữ ta này được chia theo đối các số ít. Dutiya vipatti ekavachana. Cho nên ta biến thành tăng. Tăng là vị ấy. Vị ấy, bậc ấy. Từ thứ ba, đan hăng. Đan hăng do cái từ đan há. Từ đan há này được chia theo đối cách số ít.
đối tỷ giao về phát tỷ ai câu ai chẳng ha, cho nên đan ha biến thành đan hằng. Đan hằng là chắc chắn bền vững, chắc chắn bền vững. Rồi, từ thứ tư, ban thana ma hu, ban thana ma hu, chữ ban thana ma hu là cái gì đây? Nó chạy ra mất tiêu rồi. Chữ ban thana do cái từ ban thana, nó là một danh từ trung tính ha. Akranta na pum sakalinga, chữ banthana này được chia theo đối chasu ích. Banthana biến thành banthanang. Banthanang là sự giam cầm, sự trói buộc, sự giam cầm, sự trói buộc. Và tiếp theo nó là chữ ahu, banthana, banthanang cộng với ahu, nó mất đi chữ m có dấu chấm ha, mất đi chữ m có dấu chấm và nó dính liền, thì đây là một cái trường hợp loco và sanh thi, xóa và ráp chữ, xóa đi cái dấu chấm và ráp chữ vô, tức là chữ a hú nó dính liền, mất đi dấu chấm. Chúng ta đọc là ban thana a hú, ban thana ma hú. Vậy thì chữ a hú ở đây tức là đã nói, đã nói. Chữ đã nói hay là đã nói rằng, đây là một cái dạng quá khứ phân từ của căn ngữ áp. Và chữ cuối cùng thi ra, thi ra do cái từ thi ra, nó là một danh từ nam tính akrantapumlinga. Nhưng mà chữ thi ra này được chia theo chủ từ số nhiều, bạch tham ma bà phú quá cho nó quyền pháp tí, cho nên thi ra biến thành thi ra. Thi ra là các bậc trí, các bậc trí. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 2, để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Câu số 2, gia đà gia sân đà rút cần bốc ba chân cha, gia đà gia sân đà rút chân bốc ba chân cha. Câu số 2 chúng ta có 3 từ, gia đà gia sân là một, đà rút chân là ba chân cha là 3. Chữ đà rút chân, đa rú chăng ở đây chúng ta thấy có hai từ đi chung với nhau, chữ đa rú cộng với chữ chăng ha, chữ chá đó, thì chữ đa rú có nghĩa là gỗ, còn chữ chá, chữ chá, chữ chăng ở đây có nghĩa là xanh lên, là xanh. Thì như vậy đa rú nó là một danh từ trung tính akran ukran ta la pum sakalinga, và đi chung với chữ cha. Cha ở đây nó được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy phát tỷ e có quá chẩn á, cho nên nó biến thành chăng. Đa rú chăng có nghĩa là bằng gỗ, bằng gỗ. Xin lỗi. Gia đà gia sằng ha, gia đà gia sằng, gia đà gia sằng chưa gì hết mà chạy qua cái chữ đà rú chăng rồi.
chữ giác đa giác sân. Giác đa giác sân, chúng ta thấy chữ giác đầu tiên đó, nó chính là một đại từ quan hệ trung tính ha, do chữ dân mà nó biến thành chữ giá. Giá có nghĩa là cái này, cái này ha. Còn ayasan, ayasan do cái từ ayasa. Ayasa nó là một tính từ trung tính, và ayasa đó nó được chia theo đối cách số ít. Đối cách số ít tức là đu tỳ gia vừa phát tí e ca quá trần á ayasa, nó biến thành ayasan tức là bằng sắc, bằng sắc. Vậy thì giác đa giác sân, giác đa giác sân có nghĩa là cái này bằng sắc, cái này bằng sắc. Cái này bằng sắt, còn đa rú chân là bằng gỗ. Đa rú chân là bằng gỗ, và cũng có cái ý nghĩa là cái này bằng sắt, cái này bằng gỗ. Rồi cái chữ thứ ba, bóc bát chanh cha. Bóc bát chanh cha, bóc bát chanh cha do cái từ bóc bát cha. Bóc bạch cha là một tính từ trung tính ác tlan tlapum sakalinga, và bóc bạch cha ở đây được chia theo đối các số ít đu tỳ gia vừa phát tí e ca quá trần á, cho nên bóc bạch cha biến thành bóc bạch chăng. Bóc bạch chăng là bằng dây gai, bằng dây gai tức là bằng sắt nè, bằng gỗ nè, bằng dây gai nè. Rồi. Now the battery, please charge. Thiệt rồi, hết pin, nó hết pin đi, nó chuẩn việc nó chịu. Vì thông cảm. Có một câu hai ha. Na tăng đàn hằng bằng thân nam mà hú thì ra giác đà giác sân đà rú chằng bóc ba chằng cha ha. À, có một câu hai này, hai câu nó bổ sung ý nghĩa với nhau. Các bậc trí nói rằng sự trói buộc bằng sắt, bằng gỗ và bằng dây gai là không chắc chắn. Nhắc lại ha. Na tăng đàn hằng bằng thân áp mà hút thì ra giác đà giác sân đà rú chân bốc bát chân cha. Các bậc tỷ nói rằng sự trói buộc bằng sắt, bằng gỗ, bằng dây gai là không chắc chắn. Em chờ à. Trói buộc bằng sắt, bằng gỗ, bằng dây gai là không chắc chắn. Rồi bây giờ qua câu số 3, câu số 4. Sarattarattha manikundalesu. Câu số 3, Sarattarattha manikundalesu. Câu số 3 chúng ta thấy câu hai từ Sarattarattha là một ha, Manikundalesu là hai ha. Chỉ Sarattarattha do hai từ cộng lại, tức là chữ Saratta là một này, cộng với Ratta là hai. Saratta đây là một cái dạng quá khứ phân từ, do căn ngữ ranh là ái luyến hay là nhuộm màu. Vậy thì chữ Sarattha ở đây có nghĩa là đã bị say đắm, đã bị dính mắt, ái luyến, nhuộm màu, tức là nó làm cho ràng buộc này ha, bị dính mắt này, bị say đắm này,
Isarata. Và cái chữ Rata, Rata nó cũng là một cái dạng quá khứ phân từ, nhưng mà nó đứng làm chủ từ số nhiều hơn. Chữ Rata là bị ái luyến. Hai từ này đi chung với nhau ha. Sarata Rata là ràng buộc dính mắc hay là sự tham đắm. Sarata Rata ràng buộc dính mắc hay là bị say đắm. Sarata rồi. Cái từ thứ hai, Manikundalesu. Manikundalesu. Ở đây chúng ta thấy hai từ. Mani là một, Kundalesu là hai. Thì cái từ Mani nó là một danh từ nam tính, ý Karan Tapum Ringa. Mani tức là ngọc Mani. Mani là ngọc Mani. Kundalesu do chữ Kundala. Kundala nó là một danh từ nam tính, Karan Tapum Ringa. Chữ Kundala ở đây được chia theo định sở cách số nhiều. Định sở cách số nhiều tức là sát tầm ý, quy pháp ý và vũ quách tình á. Cho nên Kundala biến thành Kundalesu. Kundalesu có nghĩa là cái vòng tay son phấn ha. Cái vòng tay hay là son phấn. Vậy thì Manikundalesu là ở các vòng tay bằng ngọc mani, ở hoặc là trên các cái bông tai bằng ngọc mani. Manikundalesu. Rồi chưa? Manikundalesu. Mani là ngọc mani. Kundalesu, Kundala là cái vòng tai, tai cái lỗ tai á, lỗ tai không phải là cái vòng tai, tức là những cái đồ trang sức ở trên cái lỗ tai á. Hoa tai, đúng rồi, cái hoa tai. Rồi, câu cúng rồi, ông quên câu cuối cùng nha. Câu cuối cùng, khóc cái gì không biết nữa. Câu cuối cùng là cái câu chấm dứt. Bute sudare sucaya apekha. Bute sudare sucaya apekha. Bute sudare sucaya apekha. Câu này, coi tất cả là năm từ ha. Chữ Buddha su do chữ Buddha. Buddha là một danh từ nam tính, Akaranta Pumlinga. Bài ta này cũng được chia theo định sở cách số nhiều, tức là Satami Bahu Vajana Vipati. Cho nên chữ Buddha biến thành Buddha su. Buddha su là trên những người con, vào những người con, trong những người con. Định sở cách là nó chỉ cái vị trí ha, trên những người con. Rồi từ thứ hai, đa rê su. Đa rê su do cái từ đa ra. Đa ra nó là một danh từ nữ á karanta ít khi linh gá, một danh từ nữ tính ha. Nhưng mà chữ đa rá đó nó cũng được chia theo định sở cách số nhiều, tức là sa tầm ri vừa phát triển và hú quá trình á. Cho nên chữ đa rá biến thành đa rê số. Ở những người vợ, vào những người vợ.
do đại từ giá, nó là một đại từ quan hệ nữ tính. Nhưng mà chữ giá đó được chia theo chủ cách số nhiều. Và tham ma và hú quá chá ra quỳ pháp tí, cho nên giá biến thành gia. Gia là những người này. Gia những người này tức là nói về những người con, những người vợ, những người này. Rồi chữ cuối cùng a abeka ha, abeka chữ abeka, abeka chúng ta thấy tiếp đồng ngữ apa ở phía trước ha, rồi căn ngữ x ở phía sau. Căn ngữ này có nghĩa là nhìn, có nghĩa là nhìn, có nghĩa là mong muốn. Vậy thì abeka ở đây nó là một danh từ nữ tính ha, và nó cũng được chia theo chủ cách số thứ nhiều. Bạch tham a và hú quá chá na vị pháp tí, abeka tức là sự mong muốn, sự dính mắc, sự mong muốn, sự dính mắc. Như vậy thì câu số 3, câu số 4. Sarapta rapta manikunda le subhute sudare sutaya apekha. Sarapta rapta manikunda le subhute sudare sutaya apekha. Thì hai câu này cho chúng ta ý nghĩa sự mong muốn các cái bông tai bằng ngọc mani vào những người con và những người vợ là ràng buộc dính mắc. Xin lặp lại ý nghĩa hai câu này. Sự mong muốn các đôi bông tai bằng ngọc mani vào những người con và những người vợ là ràng buộc dính mắc. Như vậy thì câu Phật ngôn 345 cho chúng ta một ý nghĩa. Các bậc kỹ đã nói rằng sự trói buộc bằng sắt, bằng gỗ và bằng dây gai là không chắc chắn. Sự mong muốn các đôi bông tai bằng ngọc mani ở những người con và người vợ là ràng buộc dính mắc. Ngài Hòa Thượng Gia Đức đã phổ thơ được bài thơ này. Bậc trí đã dạy như vậy: dùng gai hay sắt làm dây chẳng bền, nhưng lòng bám víu bạc tiền, vợ con tài sản phú kiên hơn nhiều. Ngài Hòa Thượng Gia Đức ha, bậc trí đã dạy như vậy: dùng gai hay sắt làm dây chẳng bền, nhưng biếu bạc tiền và con tài sản cố kiên hơn nhiều. Đó là ngài hòa thượng Gia Đức. Còn ngài hòa thượng Minh Châu, sắt cây gai trói buộc người kỹ xem chưa bền, tham châu báu trang sức, tham vọng vợ và con. Sắt cây gai trói buộc người kỹ xem chưa bền, tham châu báu trang sức, tham vọng vợ và con. Như vậy là chúng ta cũng đã đi qua cái phần anh cũng ha. Rồi còn một câu Phật ngôn 346 nữa mới đến duyên sự. Chúng ta mới biết được cái duyên sự tại sao Đức Phật nói như vậy. Thì bây giờ chúng ta cứ hiểu nội dung thế này. Tức là theo ý nghĩa của câu Phật ngôn 345 này, chúng ta hãy hiểu cái nghĩa cô đọng là sắt này ha, cây này, gai trói buộc. Trói buộc là những cái chướng ngại, là những cái sự mà dính mắc của sắt, của cây, của gai. Và người trí
thì họ nghĩ cái đó là không có bền vững. Rồi tham châu báu trang sức, cái lòng tham của người vô đáy mà, đến nơi này trong nơi kia, rồi họ tham vọng về vợ và con. Thì cái ý nghĩa của câu Phật ngôn này tức là đứng núi này trong núi khác, hoặc là chúng ta thấy những cái sự trói buộc trong thế gian, con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp chướng. Tại sao khi người ta nằm xuống thì khi mà họ tắm thì chúng ta thấy có ba sợi dây trói buộc: một sợi dây người ta cột ở dưới chân, một sợi dây người ta cột ngang bụng, tức là cột cái đôi bàn tay, và một sợi dây người ta cột trên cổ, cột lại để dễ khiêng, mà cột lại cũng tượng trưng cho sự trói buộc. Ba sợi dây trói buộc: con là nợ nè, vợ là oan gia nè, cửa nhà là nghiệp chướng nè. Đó là những sự trói buộc mà khi chúng ta đi qua bên kia thế giới khác, chúng ta vẫn thấy ba sự dây đó đi theo chúng ta. Thì ở đây sự trói buộc bằng sắt, bằng cây, bằng gai, đó là sự trói buộc ở bên ngoài. Còn sự trói buộc ở bên trong của chúng ta là những phiền não, những phiền não. Khi chúng ta tâm tham khởi lên, chúng ta đắm say vào cái sự tham lam đó để tạo ra những ác bất thiện pháp. Thì bây giờ trên thế gian có bốn cái vấn đề, là tứ đủ tường ha, tức là tiểu khí tài sắc, tức là tiểu là về ngũ, khí là gì, là đồ trang sức. Tài là cái gì? Tài là tham tài, là tài sản, sắc là sắc đẹp. Bốn cái này nó làm cho chúng ta coi như mê mờ ở trong cái vòng luẩn quẩn. Mà người thì thích cái này, người thích cái kia, cho nên gọi là thích đủ thứ ha. Nhưng mà tự trung cũng trong tiểu khí tài sắc. Rồi chúng ta bị tham đắm vào đó, chúng ta quay cuồng ở trong đó, để rồi chúng ta không có lối ra. Nhưng mà chắc câu Phật ngôn 346 sẽ cho chúng ta một cái sự tổng kết. Đây là cái tiền đề mà chúng ta bị vướng vào. Nhưng mà chắc chắn là câu Phật ngôn 346 sẽ là có một cái lối thoát, có một hướng đi, để cho chúng ta khi đã vấp ngã thì chúng ta phải đứng lên. Chứ không lẽ bây giờ mình cái chân mình đã đạp vào sình rồi, dính sình rồi, thì không thèm nữa mà đưa cái dao hoặc là đưa cái búa chặt đứt cái chân của mình hay sao? Nhân vô tập toàn, ai cũng có lỗi lầm. Nhưng mà khi mình biết lỗi lầm như vậy, mình biết sửa sai, thì chính cái điều đó rất là quan trọng. Không ai hoàn toàn cả. Mình biết sai mình sửa, cũng như khi chúng ta học, đâu phải là sinh ra là biết liền. Chính cá nhân của chúng tôi còn đọc sai nữa mà. Thì quý vị cứ tự mình vượt lên chính mình, mình sai mình sửa. Cho nên câu Phật ngôn 345 nói lên cái gì? Nói lên cho vấn đề chúng ta hãy biết dừng lại, hay là đừng đi làm. Khi chúng ta đã sai thì chúng ta ăn năn sám hối, đừng có làm theo cái những cái sai đó nữa, mà chúng ta phải chỉnh sửa lại cho nó tốt đẹp. Tức là từ trong bóng tối đi ra ánh sáng, chứ không phải từ trong bóng tối rồi chúng ta lủi vô bóng tối luôn. Thì cái kiểu đó là coi như đó là một trường hợp chúng ta không thể làm chủ được mình. Vậy thì ở đây có 12 điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, dừng lại. Đừng đau khổ khi gặp điều nghiệt ngã, đừng lạnh lùng khi sương gió mùa đông, đừng thở than khi họ đã thay lòng,
đừng luyến tiếc những gì không còn nữa. Đừng thù hận những người đã làm mình khổ. Đừng phân bua với những chuyện thị phi. Đừng bức xúc những chuyện chẳng ra chi. Đừng bất mãn khi gặp nhiều chướng ngại. Đừng lầm tưởng mọi điều không nhân quả. Đừng quên rằng tất cả cũng duyên sinh. Đừng để tâm nổi sóng gió bất bình. Đừng chấp thủ để tâm hồn thanh thản. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây cũng vừa phải lẽ ha. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng trong cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để trở thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và tinh văn thứ chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam thiện nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete la sa cha wa che na so ti vô ho tu sa pa da. Do lời chân thật này, kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy nha, sa thủ chư thiên nhung ha. Đây là những cái điều mà chúng ta dừng lại, chúng ta suy nghĩ để chúng ta cảm thấy rằng cái tâm quan trọng ở đây là đừng chấp thủ để tâm hồn thanh thản. Đừng chấp thủ để tâm hồn thanh thản, bởi vì chúng ta đóng sai, chúng ta bị trói buộc, cho nên chúng ta phải cởi mở ra. Rồi sa thủ xin mời sư Tùng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo. Vi đúc hồ vi về nghi vi ba dù gồ vi đúc hồ dần vi chẳng na la pa ti tâm vi đúc chẳng sanh khít tề na bành chú ba đà na khan tha đúc kha ca tập mạnh cha vi ca về đúc khang ariya sang chẳng cha ti vi đúc kha cha ra vi đúc kha mara năng bi đúc khang so cấp mari đề qua đúc ca đồ mana su bà già sa bi đúc hà thâm bi về hi sầm ba dù gồ bi đúc khổ bi về hi viết ba dù gồ bi đúc khổ dần biết chẳng na la pa chi tầm bi đúc khang sanh khít tề na bành chu bà đà na khan tha đúc kha ca tâm mạnh cha viết kha huệ đúc khẳng ariya sát chẳng cha ti bi đúc kha cha ra bi đúc kha ma ra nặng bi đúc khẳng so ca pa ri đề qua đúc ca đồ ma na su ba ya sa bi đúc kha âm bi về hi sầm ba yô go bi đúc khổ bi về hi viết ba yô go bi đúc khổ dần biết chẳng na la pa ti tằng bi đúc khang sanh khiết tề na bành chú ba đà na khan tha đúc kha ca tập mạnh cha biết ca huệ đúc khang ariya sang chẳng cha ti bi đúc kha cha ra bi đúc kha ma ra năng bi đúc khang so ca pa ri đề qua đúc ca đồ ma na su ba ya sa bi đúc kha ấp bi về hi sam ba yo go bi đúc khổ